Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Virus Corona cảnh báo chết người tại Việt Nam. Trong cuộc họp báo diễn ra vào lúc gần 3 giờ sáng ngày 31 tháng 1 ở Thụy Sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới từ Trung Quốc là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, và điều này đã gây rung động trên khắp thế giới và ngay cả Việt Nam cũng như vậy. Đây là hình ảnh thống kê sự bùng phát của dịch cúm corona trên toàn thế giới cho đến 10 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Và trong biểu đồ này các bạn thấy rõ số lượng người bị nhiễm cũng như người chết. Là hôm nay là một ngày đen tối vì lượng người mắc bệnh tăng khủng khiếp, thêm 1.660 người và lượng người chết tăng thêm 42 người so với hôm qua. Virus corona Vũ Hán đã lan sang 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 9.923 người bị nhiễm và 213 trường hợp tử vong tính đến thời điểm 10 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Thì đây là một số lượng tăng rất nhanh, và đặc biệt là số người tử vong. Tính tới thứ Năm, tỉnh Hồ Bắc báo cáo có 5.806 trường hợp được xác nhận, với 32.340 người đang được theo dõi vì nghi bị nhiễm. Tổng cộng có 804 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng và 290 người trong tình trạng nguy kịch. Ngày 31 tháng 1, Anh đã cảnh báo có 2 trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên. Tổng số các ca nhiễm vượt qua SARS, tức là ảnh hưởng đến 8.096 người trên thế giới, thì con số mà nhiễm SARS trước đó là một chủng virus cũng nguy hiểm, cũng ít hơn của corona. Và sau Vũ Hán, thành phố Hoàng Cương và Ngạc Châu cũng bị cách ly. Điều đó có nghĩa là hơn 18 triệu người đã bị cô lập. Dự kiến trong những ngày tới, tình hình sẽ u ám hơn khi tới bệnh dịch sẽ đạt đến đỉnh điểm và tiếp tục tăng và lan rộng. Và khi tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, Tổng Giám đốc WHO cũng nhắc tên Việt Nam như sau. Việc lan truyền chủng virus mới này từ người sang người đã được ghi nhận ở ít nhất 3 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Đức và Nhật Bản. Sáng ngày 31 tháng 1 năm 2020, Tổng Giám đốc WHO, ông Adam Nomt, tuyên bố dịch virus corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Ông nói, hãy để tôi nói rõ, việc tuyên bố này không có nghĩa là chúng tôi không tin tưởng Trung Quốc. Việc chúng tôi lo ngại nhất là khả năng virus này lan truyền đến các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém hơn. Tổng Giám đốc WHO cũng nêu tên Việt Nam như sau. Việc lan truyền chủng virus mới này từ người sang người đã được ghi nhận ở ít nhất 3 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Đức và Nhật Bản. Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng quốc tế là một tuyên bố chính thức của WHO do Ủy ban Khẩn cấp ban hành quy định y tế quốc tế, viết tắt là IHSR, về một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng mang tầm khả năng toàn cầu. Tuy nhiên, ông Tedros lại nhấn mạnh rằng chẳng có lý do gì để hạn chế các hoạt động đi du lịch hoặc thương mại với Trung Quốc vì con virus corona. Đây là lần thứ 6 WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế trên toàn cầu. Và nhiều người Việt Nam đã giật mình khi Việt Nam đã ký hiệp định với Trung Quốc, trong đó quy định khi Việt Nam muốn đóng cửa biên giới thì phải có thỏa thuận của cả hai bên, đơn phương Việt Nam không thể tự giải quyết ngay được. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nói với báo chí như vậy và cho rằng tình hình chưa nguy hiểm đến mức phải đóng cửa biên giới vì virus corona. Đây là hình ảnh chen chúc tại lễ hội Chùa Hương rằm tháng Giêng đang diễn ra tại Việt Nam. Tại Cộng hòa Liên bang Đức, nơi có nền y tế đứng hàng đầu thế giới, nhưng chỉ do sự xuất hiện của một phụ nữ Trung Quốc đến từ Vũ Hán mà nay đã có 5 người bị lây nhiễm, một đồng nghiệp từ Trung Quốc sang tập huấn ở Bay Air đã gây ra căn bệnh này. Nga đã tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc, mặc dù Nga chưa hề phát hiện một ca lây nhiễm nào. Tất cả 16 cửa khẩu giáp với Trung Quốc đều bị phong tỏa, kể cả đường sắt. Nhiều quốc gia trên thế giới
đã hủy bỏ vô thời hạn các chuyến bay đến Trung Quốc hay tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc, nơi tâm của dịch bệnh. Việt Nam, nơi nhiều chuyên gia lo ngại sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất sau Trung Quốc, nhưng xem qua tình trạng dân chúng nô nức đi lễ hội như thế này thì rất đáng lo ngại. Hình ảnh cả biển người chen lấn tại Bái Đính hôm nay nói lên sự bất cần của dân chúng trước thảm họa virus corona và sự thả nổi vô trách nhiệm của chính quyền khi thời tiết và khí hậu tại Việt Nam mùa này rất lý tưởng cho việc bùng phát của virus corona lại mới. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khai trương lễ hội chùa Bái Đính giữa lúc đại dịch virus corona nguy hiểm đang tràn vào Việt Nam và đe dọa tính mạng của người dân ở đây. Và trong một diễn biến bất ngờ tiếp theo, Công an Việt Nam đã tăng cường đàn áp những người nói lên cái sự lo lắng của họ trên mạng xã hội trước đại dịch của virus corona đang diễn ra. Và thậm chí cả các văn nghệ sĩ cũng bị cuốn theo dòng xoáy này. Tối ngày 31 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong tuần tới sẽ mời các nghệ sĩ Cát Phượng, Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng đến để làm việc vì đưa tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona trên mạng xã hội gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng. Và đây là hình ảnh của ba nghệ sĩ này. Trước đó, ngày 26 tháng 1, fanpage của Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thông tin hai người Trung Quốc bị nhiễm virus corona đã chết ở bệnh viện Chợ Giấy. Đây là thông tin sai sự thật. Bài đăng này sau đó được fanpage Đàm Vĩnh Hưng xóa bỏ, chỉ còn giữ lại các chia sẻ mang tính cảnh báo về nguy cơ của bệnh. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố, Sở sẽ xử lý nghiêm theo luật an ninh mạng đối với các tổ chức cá nhân đưa thông tin không chính xác về dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Và tới trưa ngày 31 tháng 1, người dân thủ đô Hà Nội đã quá hoảng loạn và chen chân nhau để cướp mua bằng được khẩu trang ở khu chợ thuốc Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Và cảnh này cũng y hệt như nơi bệnh dịch bùng phát từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh nhân viên quản lý thị trường bất lực tại chợ thuốc Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội vào trưa ngày 31 tháng 1 năm 2020. Sốc với cảnh người Hà Nội chen lấn tranh cướp mua khẩu trang trưa ngày 31 tháng 1. Không khác gì trung tâm dịch viêm phổi cấp tính do virus corona tại Trung Quốc. Trước đó, tại nhiều quầy thuốc ghi nhận tình cảnh cháy khẩu trang, nhiều nơi mặt hàng này đã bị nâng giá hơn 10 lần so với trước, từ 25.000 đồng một hộp lên 300.000 đồng một hộp song vẫn cháy hàng. Thậm chí tại chợ thuốc Nguyễn Huy Tưởng, giá khẩu trang còn bị hét lên 500.000 đồng một hộp, gấp 20 lần so với giá cũ. Nhận được thông tin, lực lượng quản lý thị trường đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, dòng khách hàng tới mua khẩu trang tại phòng ngừa bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra vẫn không ngớt và khiến cho chợ thuốc bị quá tải. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ghi lại cảnh người dân Việt Nam chen nhau mua khẩu trang y tế vì hoảng sợ trước virus corona. Được đâu?
cả luật đây. Hôm nay mình gửi chị đây mà. Chị không có ở đây đâu. Bảo em lên đây tìm mua đây. Tìm mua đây này, đang tranh nhau này, mày có chen được không? Ba tiền. Không biết được, nào chị có biết đây này. Và Bộ Y tế cũng dường như đang tranh thủ thu tiền của những người dân đang lo lắng về virus corona ở Việt Nam. Họ cho tăng giá cước trả lời điện thoại trên đường dây nóng của bộ này lên tới 5.000 đồng một phút, cao gấp nhiều lần cước điện thoại thông thường. Và nhiều tờ báo ở trong nước và quốc tế cũng đã lên tiếng và phản ánh tình trạng này. Đây là hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp vào chiều ngày 30 tháng 1 năm 2020. Về việc công bố tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng giao cho Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị cơ sở pháp lý để sẵn sàng công bố tình trạng khẩn cấp khi WHO công bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn cầu. Thủ tướng lưu ý cấm hẳn việc đi lại, các đường mòn, lối mở, dừng việc người Việt Nam qua Trung Quốc lao động và đề nghị Bộ Ngoại giao sớm bàn với Trung Quốc để đưa công dân Việt Nam tại các điểm dịch về nước. Cùng với việc đó, theo dõi, giám sát hàng ngàn người dân Trung Quốc về Việt Nam ăn Tết và di chuyển. Tạm ngừng các hoạt động đưa đón du lịch qua lại. Ngành hàng không không mở các tuyến bay từ các điểm có dịch và ngược lại, các chuyến bay từ Trung Quốc về Việt Nam và ngược lại chưa được thực hiện trong dịp này. Thủ tướng yêu cầu ngừng cấp visa cho khách du lịch kể cả các trường hợp khác, trừ hoạt động công vụ. Về hoạt động lễ hội đầu năm, Thủ tướng lưu ý trên tinh thần hạn chế tụ tập đông người, trừ các lễ hội đã khai mạc, các lễ hội chưa khai mạc đều phải xin ý kiến và sự cần thiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khuyến nghị các sở giáo dục đào tạo cho học sinh nghỉ học tạm thời nếu thấy cần thiết và để tránh lây nhiễm loại virus chết người này. Đây là hình ảnh công văn hỏa tốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 31 tháng 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hỏa tốc gửi các sở giáo dục. Theo đó, dịch bệnh viêm màng hô hấp cấp do chủng loại virus mới corona gây ra đang diễn biến rất phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố dịch virus corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và sư phạm, trung cấp và sư phạm xem xét quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục. Tuyên truyền cho trẻ em, học sinh và sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh. Cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh và khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Và Mỹ đã 3 lần đề nghị Trung Quốc cho phép nhóm chuyên gia y tế tới Vũ Hán để tìm hiểu về dịch viêm phổi nhằm tìm ra loại thuốc hoặc loại vaccine chữa trị cho người bệnh nhiễm virus corona. Nhưng nhà cầm quyền tại Bắc Kinh vẫn không chấp nhận và kèm theo đó là con số chết chóc ngày càng gia tăng ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington vào hôm 28 tháng 1 năm 2020 vừa qua. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 2 lần đề xuất trực tiếp với Trung Quốc về việc gửi nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, viết tắt là CDC, tới thành phố Vũ Hán để cùng nhân viên y tế Trung Quốc chiến đấu chống dịch viêm phổi do virus corona gây ra. Sau 2 lần đề nghị không thành công, Washington tiếp tục đưa ra đề xuất gián tiếp thông qua Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, nhưng đều không được Bắc Kinh chấp thuận. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alexander Azar cho biết trong cuộc họp báo tại Washington vào hôm 28 tháng 1 như vậy. Bộ trưởng Azar nói thêm, chúng tôi hối thúc Trung Quốc hợp tác hơn và minh bạch hơn là bước đi quan trọng nhất để hướng tới biện pháp ứng phó hiệu quả hơn. Ông đề nghị Trung Quốc cung cấp thêm dữ liệu về các trường hợp nhiễm virus ở nước này vì giới chức y tế trên toàn thế giới cần hợp lực để cùng ngăn chặn tình trạng bùng phát, tránh bị trầm trọng hơn. Và Trung Quốc và Việt Nam đều là những nước theo thể chế chủ nghĩa cộng sản độc tài. Tất cả các cơ quan báo chí ở đây đều bị Đảng Cộng sản giật dây, khống chế, giấu nhận thông tin sự thật. Điều đó khiến cho thông tin bị bưng bít,
các loại bệnh virus độc hại phát triển, lây nhiễm, lan rộng, đe dọa tới tính mạng của người dân. Với cách che đậy này, thì Đảng Cộng sản ở Ba Đình đã trở thành kẻ tiếp tay đắc lực cho loại virus corona nguy hiểm và sẽ đem đến nhiều cái chết cho người dân Việt Nam một cách đau đớn. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.